Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay hãy cùng với Phát chúng ta sẽ gặp gỡ và trò chuyện với chàng trai. Anh ta có một cái nghề rất là đặc biệt. Xin chào Tiến Nguyên. À, chào Phát và quý vị khán giả. Mình tên là Nguyên, mình làm một food stylist. Cách đây 6 năm Việt Nam cũng chưa có hình dung nghề này họ làm cái gì đâu. Nhưng mình có một cái niềm đam mê đặc biệt với chuyện chỉ là trang trí đồ ăn thôi. Mình nghĩ là mình may mắn. Mình bắt đầu học trên YouTube, trên Google này nọ, rồi cũng cố gắng tìm kiếm cho mình các cơ hội để cho các khách hàng biết rằng là các hình ảnh đồ ăn đẹp nó phải cần thêm một người thứ hai để hỗ trợ ngoài photographer. Là một đầu bếp họ sẽ cảm thấy hài lòng và vui vẻ hơn khi mà được thực khách khen là họ nấu ăn ngon. Còn mình thì khác, mình cần phải đạt được một chuyện, nó phải đạt được hiệu quả về mặt hình ảnh trông nó hấp dẫn hơn. Thì đó là công việc của một food stylist. Theo như những gì Nguyên chia sẻ thì Phát thấy đây là một công việc cần sự sáng tạo rất là nhiều. Thế thì Nguyên lấy cảm hứng từ đâu để bắt đầu cái công việc của mình? Cái nghề food stylist đó tính nó cũng khá là nghệ sĩ, dẫn đến là những cảm xúc này nọ nó cũng bị thay đổi, sớm nắng chiều mưa nó cũng nhiều lắm. Mình luôn tìm một số các cơ hội để làm ra những cái hình ảnh mà không phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nó chỉ là đơn thuần nó đáp ứng cái gu cá nhân của mình thôi, để nuôi dưỡng cái cảm xúc cá nhân để duy trì công việc. Ví dụ như cái hình nó là dạng food landscape á, là mình dùng đồ ăn để mình làm tạo ra một cái cảnh quan. Mình chỉ đơn thuần bây giờ mình thích thì mình làm thôi. Thì đó là những cái mà mình làm để mình nuôi dưỡng cái nguồn cảm hứng cho cái nghề này. Một cái nghề khá là mới và lạ như vậy thì Nguyên có sẵn sàng chia sẻ về cái thu nhập của mình được hay không? Mình có thể lấy một cái ví dụ để mọi người hình dung như sau á. Tất cả các nghề á, khi mà bạn trở thành chuyên gia á, thì bạn đều có một cái mức thu nhập mà khiến cho bạn không cần phải quá lăn tăn liệu là hôm đó bạn có đủ sống hay không. Khi mà tìm được đúng khách hàng á, họ sẽ được trân trọng. Tức là sẽ thỏa mãn hai thứ: thu nhập và bạn được người ta tôn trọng với cái nghề của mình. Khi mà mình tư vấn cho khách hàng, nó cần phải có một cái cảm xúc gì ở trong đó, có thể là nó gần gũi. Có rất nhiều hướng để một stylist phát triển cho họ, cho nên nếu hiểu đơn thuần rằng là chỉ là trang trí món ăn không thì không phải. Còn mình là những người kể câu chuyện về ẩm thực. Đúng là khi mà nghe Nguyên chia sẻ thì Phan mới biết thêm là nó không đơn giản như là một cái việc là chỉ trang trí trên cái món ăn của mình. Đồ ăn á, nó chỉ đẹp trên từng góc thôi. Ví dụ như hiện tại mình đang thấy được miếng chanh ở trên ống kính, nhưng mà khi bắt đầu mình quay ngược ra thì bạn sẽ thấy là cái ly nó bớt hấp dẫn hẳn. Thì mình á, là mình sẽ nhìn thấy những cái góc độ đó và mình nói cho mọi người biết đây là cái góc tốt nhất của cái sản phẩm đó. Theo như Nguyên chia sẻ thì Nguyên đã làm việc với rất là nhiều những nhãn hàng. Không biết là Nguyên đã nỗ lực như thế nào để đạt được cái điều đấy? Trên con đường đó mình đi thì đầu tiên là vẫn là có thể kể là đó là sự cố gắng thôi, để có thể thu lượm được càng nhiều kinh nghiệm trong khoảng thời gian càng ngắn càng tốt. Trong cái giai đoạn đầu tiên á, khi mà mình không có kinh nghiệm á, thật ra ngay cả về tài chính nó cũng không có đủ, thì mình mới đặt ra những cái mục tiêu cá nhân ngay từ ban đầu, đó là bao nhiêu tiền trong túi của mình thì mình sẽ dành cho hết công việc này. Mình chỉ mất có 4 tháng để có khách hàng đầu tiên thôi. Hỏi vừa một chút xíu nha, là một food stylist thì Nguyên có thể nấu ăn được hay không? Khi mình nấu á, mình sẽ quan tâm nhiều đến chuyện là nó có đạt về màu sắc như thế nào, nó tốt nhất, rồi về cái hình khối sau khi nấu xong nó còn giữ được ở cái trạng thái tốt không. Tức là về kỹ thuật nấu nướng á, thì mình có biết, nhưng mà để câu chuyện là cái điện phối trộn nêm nếm gia vị theo nó có hoàn hảo hay không như tư duy của người đầu bếp, bởi vì mình không có quan tâm quá nhiều, cho nên nếu mà gọi là mình có người nấu ăn ngon hay dở thì mình không có dám nhận xét. Mình không nghĩ chắc mọi người sẽ biết. Không biết là sứ mệnh mà một food stylist mang đến trong sản phẩm của mình đó là gì nhỉ? Ẩm thực Việt Nam có rất nhiều món đã được thế giới biết tới và chấp nhận rồi, và họ rất thích ăn những cái món đó. Nhưng về mặt hình ảnh thì lại không bằng. Bạn có thấy như bánh mì về so với bánh burger chẳng hạn, thì thật ra nhìn hình ảnh một cái bánh burger nó hấp dẫn hơn nhiều lần. Nó có lý do là có những cái người làm cái nghề giống như mình đã khiến cho cái bánh burger trông hấp dẫn hơn bình thường rất là nhiều. Thì mọi người có thể suy nghĩ một cách thoải mái ra: gỗ tôi đã tốt rồi, bây giờ tôi cần phải làm thêm nước sơn. Ngày hôm nay cảm ơn Nguyên rất là nhiều đã dành thời gian để trò chuyện, để cho quý vị khán giả biết nhiều hơn về công việc của một food stylist. Cảm ơn Phát, cảm ơn quý vị khán giả đã cho mình có cơ hội được chia sẻ với mọi người ngày hôm nay.